Đã 4 năm đi học xa nhà, Tết này con mới có dịp trở về. Đây là Đà Nẵng, nơi ba mẹ gặp nhau. Còn đây là Hạ Long, chuyến đi biển đầu tiên của gia đình. Và cũng là lần đầu tiên bà dạy hai chị em học bơi. Chuyến đi Sapa 5 năm sau là phần thưởng tuyệt nhất ba mẹ dành tặng khi con đạt giải kỳ thi thành phố. Là nhà mình lên được đỉnh Phan Xipang kia mẹ nhỉ? Nếu được ước, em sẽ ước hô biến một cái là có bạch hỏa hoàng tử rước chị đi luôn. Cậu vậy mà cũng có người nhận làm bạch mã hoàng tử tới rước bà đi thiệt. Chị phải thật hạnh phúc nha. Như bà từng nói, thế là gia đình mình đã có chuyến đi Phú Quốc ý nghĩa nhất trong đời. Và phải rồi, chuyến đi dài nhất của con lại không có ba mẹ đồng hành nữa. Ba mẹ, giữ gìn sức khỏe nha. Con đi đây. Tuổi thơ của con là những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình tới những vùng đất tuyệt đẹp của Việt Nam. Nam, bao lâu rồi gia đình ta chưa cùng nhau trên chuyến đi xa. Con vẫn luôn nhớ về một ngày thơ bé. Trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi, nay con về bên gia đình dấu yêu, để những kỷ niệm bên nhau là của chúng ta. Cùng vui ngày Tết cạnh bên người thân, cùng nhau trên những chuyến đi. Cặp tay mình hát hòa vang điệp khúc It's a World Time. Đầu năm trời Tết phiền lo bay hết, niềm vui theo đến suốt năm. Ngày mình có nhau niềm hạnh phúc đông đầy. Cười tươi một chút, gần nhau một chút, cùng nhau trên những chuyến đi. Càng thêm hạnh phúc như một lời chúc It's a World Time. Làm đẹp lắm, cảnh quan say đắm, phút giây cho ta ngất ngây. Nào cùng đến đây, có Sun World chào đón. Một năm lại đến, một khởi đầu mới, cùng nhau trên những chuyến đi. Cầm tay mình hát hòa vang điệp khúc It's a World Time. Nào ta cùng nhau cười lên thật to, vô tư quên hết âu lo. Cả nhà có nhau, hành trình của hạnh phúc. Là khởi đầu mới cho một hành trình của hạnh phúc. Hãy tận hưởng hành trình tươi đẹp này cùng người thân và gia đình. Một năm mới đang tới và những vùng đất tươi đẹp đang chờ chúng ta khám phá. Xin quên chúc bạn đón một cái Tết thật wow và một năm mới tràn đầy trải nghiệm hạnh phúc. Tham gia ngay để có cơ hội trúng thưởng chuyến đi miễn phí cho cả gia đình 4 người tới một trong 5 điểm đến hot nhất Việt Nam. Truy cập website sunworld.vn.